Viêm phổi là tình trạng viêm và đông đặc mô phổi cấp tính do các tác nhân lây nhiễm như vi khuẩn, siêu vi, nấm và ký sinh trùng. Viêm phổi do vi khuẩn là vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất do gánh nặng chi phí y tế kinh tế của viêm phổi do gia tăng tình trạng kháng thuốc và sự xuất hiện của tình trạng vi khuẩn gram kháng nhiều thuốc. Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới bao gồm viêm phổi do vi khuẩn gây ra gần 2,56 triệu ca tử vong ở tất cả các nhóm tuổi, làm cho nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới trở thành nguyên nhân tử vong thứ 5 trên thế giới với tỷ lệ tử vong cao ở châu Phi cận Sahara, Nam Á và Đông Nam Á. Tất nhiên Đông Nam Á là có Việt Nam mình rồi. Dự đoán đến năm 2050, 10 triệu người có thể chết hàng năm do kháng thuốc kháng sinh. Vi khuẩn gây viêm phổi có thể xâm nhập hệ hô hấp của người bệnh qua hoạt động hít không khí có chứa mầm vi khuẩn vào hệ hô hấp, hít nước bọt, thức ăn hoặc dịch dạ dày vào trong phổi, lây lan theo đường máu. Viêm phổi là kết quả của tình trạng nhiễm khuẩn do hệ thống miễn dịch không có khả năng loại bỏ mầm bệnh khỏi đường thở dưới và phế nang. Khi một người bị viêm phổi, phế nang chứa đầy vi khuẩn, chất lỏng và các tế bào viêm nhiễm. Điều này dẫn đến giảm trao đổi oxy, carbon dioxide giữa máu và phổi, gây ra tình trạng suy hấp và các triệu chứng như ho, tạo đờm, khó thở, đau ngực, rối loạn chức năng hấp và hoặc sốc trong những trường hợp viêm phổi nặng. Các yếu tố nguy cơ quan trọng làm phát triển bệnh viêm phổi, đặc biệt là viêm phổi do vi khuẩn gram là tuổi tác, không tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ, tiếp xúc với môi trường trong nhà, người có bệnh nền như hen suyễn, tiểu đường, bệnh tim, tăng bạch cầu do điều trị trong bệnh ung thư, nhập viện dài hạn, suy dinh dưỡng, ức chế miễn dịch, hút thuốc lá, uống rượu, vệ sinh răng miệng kém, tiếp xúc với thiết bị bệnh viện bị ô nhiễm, tiếp xúc với thuốc kháng sinh trước đó, nhiễm siêu vi làm tổn thương đường hô hấp dẫn đến sự xâm nhập và nhiễm khuẩn thứ cấp của vi khuẩn. Các tác nhân gây bệnh thường gặp của viêm phổi điển hình là Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis và E. coli. Viêm phổi không điển hình là Legionella pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Trong đó Streptococcus pneumoniae là nguyên nhân phổ biến nhất của viêm phổi cộng đồng. Các vi khuẩn gram âm như Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa và E. coli thường liên quan tới viêm phổi bệnh viện. Tùy theo nghiên cứu, các cái tác nhân vi khuẩn gram âm gây bệnh thường gần nhất chiếm khoảng 49,7 đến 83,1% nguyên nhân gây viêm phổi cộng đồng, thường gặp là Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa và E. coli. Các cái vi khuẩn gram âm như Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii có tỷ lệ đa kháng thuốc cao, chiếm 76,13% đến 95,3% nguyên nhân gây viêm phổi thở máy. Các vi khuẩn kháng đa thuốc, siêu kháng thuốc, toàn kháng thuốc, đặc biệt là vi khuẩn gram âm, ngày càng được phân lập trong người bệnh viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy và có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao trên 50%. Hầu hết người dân trong cộng đồng, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp, việc mua thuốc kháng sinh giá rẻ và tự do từ các cửa hàng thuốc địa phương và sử dụng chúng mà không cần đơn của bác sĩ, dẫn đến kết cục điều trị là không có hiệu quả tiêu diệt tác nhân gây bệnh, thất bại điều trị. Vi khuẩn gram âm kháng thuốc vẫn tồn tại, làm tăng tỷ lệ vi khuẩn gram âm kháng thuốc. Việc kiểm soát nhiễm khuẩn kém, quản lý kháng sinh không đầy đủ, vaccine phòng ngừa viêm phổi do vi khuẩn gram âm có phạm vi bao phủ hạn chế. Vi khuẩn gram âm kháng thuốc từ môi trường bệnh viện lây sang cộng đồng. Bản chất kháng thuốc mắc phải có thể truyền được thông qua các gen, gia tăng các bệnh đi kèm viêm phổi. Do gia tăng cái dân số già và các yếu tố quyết định độc lực gây bệnh nặng là nguyên nhân làm tăng cái viêm phổi do các cái vi khuẩn gram âm. Các yếu tố nguy cơ đối với viêm phổi do vi khuẩn gram âm thì viêm phổi gram âm đa kháng thuốc thì viêm phổi gram âm đa kháng thuốc gây viêm phổi có thể mắc phải từ cộng đồng hoặc môi trường bệnh viện, với các yếu tố nguy cơ bao gồm thời gian nằm viện kéo dài, hệ vi khuẩn bình thường là vi khuẩn gram âm đa kháng thuốc hoặc nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm đa kháng thuốc trước đó, tần suất kháng sinh cao trong môi trường, nhập viện trong cái đơn vị điều trị tích cực, thở máy và can thiệp phẫu thuật. Viêm phổi do vi khuẩn gram âm đa kháng thuốc phổ biến ở người cao tuổi, người từng sử dụng kháng sinh, người có bệnh phổi tiềm ẩn như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản, người đái tháo đường, suy giảm miễn dịch như HIV, bệnh ác tính, người có tiền sử nhập viện, người nghiện rượu mãn tính,
Người dinh dưỡng qua đường ruột kém dùng thuốc carbapenem, trước đó là những yếu tố nguy cơ đáng kể đối với viêm phổi thở máy do Acinetobacter baumannii toàn kháng thuốc. Cái tình trạng kháng thuốc trong cái vi khuẩn Gram thay đổi tùy theo vùng địa lý, và các nghiên cứu báo cáo tình trạng kháng thuốc cao ở người bệnh cao tuổi và tất cả các nhóm tuổi trong viêm phổi thở máy. Điều này có thể là do sự gia tăng tiếp xúc với kháng sinh ở người cao tuổi và tần suất vi khuẩn Gram đa kháng thuốc cao trong bệnh viện liên quan đến viêm phổi thở máy. Trong một nghiên cứu phân tích tình trạng kháng thuốc trên các báo cáo người bệnh viêm phổi cộng đồng lớn tuổi điều trị ngoại trú, các chủng Sinmen beta lactamase phổ rộng được phát hiện ở E. coli là 42,9% và Klebsiella pneumoniae là 25%. Nghiên cứu ở người lớn bị bệnh viêm phổi cộng đồng ở Ethiopia cho thấy tỷ lệ mắc chủng vi khuẩn kháng đa thuốc, đa kháng thuốc là 100% ở Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris và Haemophilus influenza, 90% ở E. coli và 83,3% ở Proteus mirabilis trong các mẫu phân lập được vi khuẩn. Vi khuẩn Gram kháng kháng sinh gây ra 45-70% viêm phổi thở máy là thách thức hàng ngày với các bác sĩ công tác tại đơn vị hồi sức tích cực. Một nghiên cứu dịch tễ học trên người bệnh viêm phổi thở máy đã báo cáo cái tỷ lệ viêm phổi do thở máy do vi khuẩn Gram kháng đa thuốc chiếm tỷ lệ 72,1%. Tôi xin mô tả qua cái màng vi khuẩn của cái màng tế bào vi khuẩn Gram thì bao gồm lớp màng tế bào chất và thành tế bào bản chất là các peptidoglycan, là đích tác động chính của các kháng sinh nhóm beta lactam giống như các vi khuẩn gram dương. Lớp màng ngoài và khoảng không gian nằm giữa màng tế bào chất và màng ngoài chứa thành tế bào được gọi là khoảng không gian tru chất. Lớp màng ngoài là cơ chế bảo vệ vi khuẩn gram đối với nhiều tác nhân bên ngoài, là cơ chế đề kháng tự nhiên của vi khuẩn gram đối với nhiều kháng sinh nhóm beta lactam như các cephalosporin thế hệ 1, thế hệ 2, bởi vì kháng sinh không thể gặp và tác động lên peptidoglycan để phát huy tác dụng. Trên lớp màng ngoài có những gen gọi là porins để vi khuẩn gram có thể lấy được những chất cần thiết từ môi trường. Các cephalosporin thế hệ thứ 3, thế hệ thứ 4 có cấu trúc hóa học để tăng ái lực với các porin, giúp kháng sinh có thể được vận chuyển thụ động qua các porin này đi vào khoảng tru chất và gặp peptidoglycan để phát huy tác dụng, nên các cephalosporin thế hệ thứ 3, thứ 4 có tác dụng mạnh hơn nhiều so với các loại kháng sinh khác thế hệ trước đó trên các cái vi khuẩn gram. Một trong những cơ chế đề kháng kháng sinh quan trọng của vi khuẩn gram là đột biến làm thay đổi các porin, do đó các kháng sinh không thể dễ dàng đi qua các porin nữa. Beta lactamase là loại men do vi khuẩn tạo ra, làm phá vỡ vòng beta lactam gây bất hoạt kháng sinh beta lactam. Một số beta lactamase được mã hóa trên các yếu tố di truyền, một số khác được mã hóa trên nhiễm sắc thể. Sản xuất beta lactamase là một trong những cơ chế kháng thuốc quan trọng nhất về mặt lâm sàng đối với mầm bệnh trực khuẩn gram. Phân loại Ampler chia beta lactamase theo lớp trên cơ sở tương đồng phân tử. Các lớp A, C, D có dư lượng serin tại vị trí hoạt động. Lớp B là metallo beta lactamase có kẽm tại vị trí hoạt động. Lớp A gồm có các cái beta lactamase phổ rộng, Klebsiella pneumoniae, carbapenemase. Lớp B gồm có metallo beta lactamase có kẽm tại vị trí hoạt động, gồm có là New Delhi metallo beta lactamase, Verona interferon encoded beta lactamase và các imipenem. Tôi xin giới thiệu các kháng sinh mới có tác dụng trên các vi khuẩn gram hiện đang được đưa vào sử dụng hoặc đang nghiên cứu để đưa vào sử dụng. Đầu tiên là ceftobiprol, là một cephalosporin thế hệ thứ 5 có tác dụng diệt khuẩn, được phê duyệt để điều trị viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện nhưng không phải để điều trị viêm phổi thở máy. Cephalosporin phá vỡ sự tổng hợp của lớp peptidoglycan của thành tế bào vi khuẩn. Lớp peptidoglycan rất quan trọng đối với tính toàn vẹn cấu trúc thành tế bào, đặc biệt là ở các sinh vật gram dương. Cái bước mà transpeptidation cuối cùng trong quá trình tổng hợp peptidoglycan được tạo điều kiện bởi các transpeptida được gọi là protein gắn penicillin.
Protein gắn penicillin liên kết với DELA ở cuối muropeptide là tiền chất của peptidoglycan để liên kết nhanh peptidoglycan. Kháng sinh beta-lactam bắt chước cơ chế này và ức chế cạnh tranh protein gắn penicillin liên kết ngang của peptidoglycan. Ceftobiprol là có hoạt tính mạnh chống lại một số vi khuẩn gram âm như Haemophilus influenza, Moracella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa và các chất sản xuất AMSI bị ức chế, nhưng không chống lại các cái beta-lactam phổ rộng CAD3 Pernomas hoặc là Enterobacterol tiết cái metallo beta lactamase, không có hoạt tính chống lại Acinobacter baumannii, buộc Cordoria serpacea và Stenotrophomonas maltophilia, có hoạt tính diệt khuẩn rõ rệt đối với các vi khuẩn gram dương như Staphylococcus pneumonia và Staphylococcus aureus mà kháng với methicillin. Cái liều điều trị và cái tác dụng phụ của ceftobiprole đã có trong tài liệu, quý đồng nghiệp có thể tham khảo đọc thêm. Cái kháng sinh thứ hai là sự kết hợp của ceftolozan và tazobactam. Ceftolozan, một cephalosporin biến tính liên kết với protein gắn penicillin, làm suy giảm liên kết chéo peptidoglycan. Sự ức chế liên kết này dẫn đến gián đoạn tổng hợp thành tế bào và cuối cùng là ly giải tế bào. Ceftolozan ổn định trước nhiều cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn gram âm, bao gồm biểu hiện quá mức AMSI, mất porin hoặc bơm thuốc ra ngoài. Ceftolozan hiện đại diện cho beta-lactam hoạt động mạnh nhất chống lại Pseudomonas aeruginosa, bao gồm cả Pseudomonas aeruginosa kháng đa thuốc và siêu kháng thuốc. Tazobactam là một chất ức chế beta-lactamase, giúp bảo vệ vòng beta-lactam và giúp ổn định vòng beta-lactam. Việc bổ sung tazobactam vào ceftolozan tạo điều kiện cải thiện hoạt động chống lại các Enterobacteriaceae và mở rộng phổ kháng sinh trên các vi khuẩn tiết beta-lactamase và các vi khuẩn trị khí. Sự kết hợp giữa ceftolozan và tazobactam cho thấy hoạt động chống lại Enterobacteriaceae beta-lactamase phổ rộng. Tuy nhiên, nó thiếu hoạt tính chống lại tất cả các chủng sinh carbapenemase, ví dụ như metallobeta-lactamase hoặc serin carbapenemase, bao gồm Pseudomonas aeruginosa và Enterobacterol. Sự kết hợp này cũng thiếu hiệu quả đối với Acinobacter baumannii hoặc Stenotrophomonas maltophilia. Ceftolozan tazobactam là lựa chọn đầu tiên để điều trị viêm phổi thở máy hoặc viêm phổi bệnh viện do Pseudomonas aeruginosa kháng đa thuốc hoặc siêu kháng thuốc gây ra. Ceftolozan tazobactam cũng nên được coi là một lựa chọn thay thế có giá trị cho carbapenem trong điều trị viêm phổi bệnh viện do Enterobacteriaceae beta-lactamase phổ rộng gây ra. Đây là liều điều trị và cái tác dụng phụ của thuốc ceftolozan tazobactam. Kháng sinh thứ ba là ceftazidin kết hợp với avibactam. Ceftazidin có tác dụng diệt khuẩn thông qua ức chế tổng hợp thành tế bào của vi khuẩn. Ceftazidin liên kết với protein gắn penicillin dẫn đến ức chế quá trình tổng hợp peptidoglycan thành tế bào, khiến cho thành tế bào không ổn định, cuối cùng dẫn đến ly giải tế bào. Tuy nhiên, ceftazidin không ổn định khi có mặt của AMPC, beta-lactamase phổ rộng, carbapenemase, avibactam tạo liên kết cộng hóa trị với trung tâm hoạt động của beta-lactamase là ức chế hoạt động của beta-lactamase. Ngoài khả năng ức chế, avibactam còn có tác dụng trên carbapenemase lớp A, AMSI và một số beta-lactamase lớp D. Avibactam bảo vệ ceftazidin khỏi hoạt động thủy phân của nhiều beta-lactamase lớp A như beta-lactamase phổ rộng và Klebsiella pneumoniae, carbapenemase, AMSI, beta-lactamase lớp D như oxacillin 48, nhưng thiếu hoạt tính chống lại beta-lactamase lớp B và có hoạt tính thấp đối với Acinobacter baumannii hoặc vi khuẩn kỳ khí gram âm, cầu khuẩn gram dương. Ceftazidin avibactam hiện là thuốc lựa lợi chọn để điều trị viêm phổi bệnh viện hoặc viêm phổi thở máy do Enterobacterol sản xuất, oxacillin 48 hoặc Klebsiella pneumoniae, carbapenemase.
Pneumonia nó cũng có thể có vai trò trong cái viêm phổi thở bệnh viện do Enterobacter syn-beta-lactama phổ rộng hoặc Enterobacter kháng carbapenem Pseudomonas aeruginosa kháng carbapenem. Đây là liều điều trị của ceftazidime avibactam. Các tác dụng phụ của ceftazidime avibactam. Kháng sinh tiếp theo là sulfhydrocol, ức chế tổng hợp thành tế bào bằng cách liên kết với protein gắn penicillin và ức chế tổng hợp peptidoglycan. Sulfhydrocol vẫn duy trì hoạt động ngay cả khi có mặt của beta-lactama lớp A, B, C và D. Sulfhydrocol được lựa chọn để điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy do Enterobacter sản xuất cái metallo-beta-lactamase, Pseudomonas aeruginosa đa kháng và các vi khuẩn gram âm khác kháng với carbapenem. Các bằng chứng hiện có cho thấy vai trò tiềm năng của sulfhydrocol trong điều trị các bệnh nhiễm trùng này và các nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm khác nhờ hoạt tính rộng bao phủ mọi lớp beta-lactamase. Đây là liều điều trị của sulfhydrocol. Tổng thời gian điều trị cũng như tác dụng phụ của sulfhydrocol. Tiếp theo là kháng sinh meropenem và mobactam. Meropenem diệt khuẩn bằng cách ức chế tổng hợp thành tế bào. Meropenem thâm nhập vào thành tế bào của hầu hết các vi khuẩn gram âm và vi khuẩn gram dương để gắn kết với protein gắn penicillin mục tiêu. Meropenem không bị thủy phân bởi hầu hết các beta-lactamase bao gồm cả penicillinase và cephalosporinase do vi khuẩn gram âm và gram dương sản xuất, ngoại trừ beta-lactama thủy phân carbapenem. Và mobactam là chất ức chế beta-lactamase bảo vệ meropenem khỏi bị phân hủy bởi một số beta-lactama lớp A và C như Klebsiella pneumoniae, carbapenemase. Và mobactam không có hoạt động nào đối với beta-lactama lớp B và D. Và mobactam không mang lại nhiều hoạt tính in vitro hơn so với meropenem đơn độc trong tác động chống lại trực khuẩn gram âm không lên men glucose. Meropenem và mobactam là một trong những lựa chọn tốt nhất để điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy do Enterobacter kháng carbapenem. Quý vị có thể tham khảo liều điều trị tác dụng phụ của meropenem và mobactam trong tài liệu. Tiếp theo là imipenem và kết hợp với rilabactam. Imipenem có tác dụng diệt khuẩn thông qua liên kết với protein gắn penicillin, từ đó ức chế men trang peptidase xúc tác cho quá trình tạo thành liên kết chéo giữa các chuỗi peptic gắn trên khung peptidoglycan, dẫn đến ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn. Imipenem dễ bị chuyển hóa ở thận bởi dehydropeptidase 1 nên imipenem thường được kết hợp với cilastatin, chất giúp imipenem không bị thủy phân bởi dehydropeptidase 1. Rilabactam là chất ức chế beta lactama giúp khôi phục hoạt động của imipenem chống lại các cái vi khuẩn gram âm tiết beta lactama lớp A, lớp C nhưng không phải lớp B, lớp D. Việc bổ sung rilabactam vào imipenem khôi phục đáng kể hoạt động cái hoạt tính của imipenem chống lại phần lớn Pseudomonas aeruginosa không nhạy cảm với imipenem. Enterobacter sản xuất Klebsiella pneumoniae carbapenemase nhưng không chống lại Acinetobacter baumannii hoặc Stenotrophomonas maltophilia. Imipenem, rilabactam nên luôn được xem xét để điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy nghi ngờ hoặc đã được xác định do Enterobacter sản xuất Klebsiella pneumoniae carbapenemase hoặc do Pseudomonas aeruginosa kháng carbapenem. Quý vị có thể tham khảo cái liều điều trị, cái tác dụng phụ của imipenem, rilabactam trong tài liệu. Các thuốc còn đang nghiên cứu bao gồm Actreonam avibactam. Actreonam là một beta-lactam có hạt tính kháng metallo-beta-lactamase. Riêng Actreonam không có hoạt động chống lại hầu hết các vi khuẩn tiết cái beta-lactama phổ rộng và AMSI, những men thường được tạo ra bởi cái vi khuẩn gram âm mà kháng carbapenem. Avibactam tạo liên kết cộng hóa trị với trung tâm hoạt động của beta-lactamase làm ức chế hoạt động của beta-lactamase. Avibactam ức chế AMPA giống như các chất ức chế beta-lactama khác và tác dụng trên carbapenemase lớp A,
AMC và một số beta lactamase lớp D, avibactam tạo ra sự ổn định của Actreonam chống lại hầu hết các cái vi khuẩn gram âm mà kháng đa thuốc, bao gồm những vi khuẩn tiết beta lớp beta lactamase lớp A, C và D. Actreonam avibactam có hiệu quả độ an toàn đang hiệu quả độ an toàn của Actreonam avibactam thì đang được đánh giá trong những thử nghiệm then chốt để điều trị các bệnh nhiễm trùng gram âm nghiêm trọng. Plazomicin là một aminoglycoside đường tiêm gần đây đã được FDA chấp thuận để điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu phức tạp, bao gồm cả viêm bể thận. So với các aminoglycoside khác, plazomicin vẫn ổn định trước sự bất hoạt của các men biến đổi aminoglycoside, nhưng plazomicin không có hoạt tính chống lại metin transferase acid ribonucleic 16S ribosome. Plazomicin hiện không được FDA chấp thuận để điều trị viêm phổi bệnh viện, chủ yếu là do các nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ của nhóm người bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới được đưa vào thử nghiệm trong các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Iravacycline là một dẫn xuất tetracycline mới hoạt động trên tiểu đơn vị 30S của ribosome để ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn. Phân tử này có một nguyên tử flo và nhóm pyridylidin acetamide giúp khắc phục tình trạng kháng tetracycline. Iravacycline có hiệu quả phổ rộng trên vi khuẩn gram dương, vi khuẩn gram âm, bao gồm cả những vi khuẩn khó điều trị như Acinobacter pomani kháng sulbactam nhưng mà không có hoạt tính chống lại Pseudomonas aeruginosa. Iravacycline đang trong các thử nghiệm lâm sàng điều trị viêm phổi.